Đây mình sẽ hướng dẫn các bạn tập vòng số 8 nha. Đó, mình chạy vô. Đó, mình đi số 2 cũng được, mình cứ tập không chạm vạch ha. Làm sao đừng chạm vạch. Đó, đúng rồi. Đó, không chạm vạch ha. Đó. Làm sao không chạm vạch nha. Bánh trước không chạm là bánh sau sẽ không chạm ha. Đó. Cố gắng ha. Đó, đi vòng số 8 xong. Đó, đi vòng số 8 xong nè. Rồi, đi qua đây. Ha. Đi qua đây ha. Đi thẳng nè. Đó, đi thẳng nè. Thẳng đúng không? Tới đây quẹo nè. Ha. Tới đây quẹo nè. Đó. Đó. Đó ha. Rồi, đây là đường gồ ghề nè. Đây là đường gồ ghề nè. Ha. Quan trọng các bạn chỉ tập vòng số 8 thôi nha. Ha. Đó, cứ tập vòng số 8. Đó. Các bạn đi hết vòng số 8. Nè. Hướng dẫn nè, các bạn đi hết vòng số 8 nè, đi hết vòng số 8. Đó, đi hết vòng số 8. Xong quẹo qua kia. Đi qua đây. Rồi cứ quẹo ra ha. Nhớ ha, cứ tập vòng số 8 không chậm vạch thôi. Ha, cố gắng nha các bạn. Rồi chúc các bạn mình ôn thi tốt nha.